Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức chạy hàng ngày 3 đôi tàu thống nhất tuyến Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh và hơn 10 đôi tàu hành khách địa phương trên các tuyến. Bên cạnh đó thì các biện pháp bảo đảm an toàn chạy tàu cũng được thực hiện song song, duy trì bộ phận ứng trực, chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện và nhân lực. Lãnh đạo các đơn vị bộ phận ngành đường sắt phải trực chỉ đạo công tác sản xuất, thực hiện tốt các khâu tác nghiệp kỹ thuật nhằm cung cấp đủ phương tiện vận tải, bảo đảm các chỉ tiêu về chất lượng và an toàn. Các đơn vị bảo trì hạ tầng tiếp tục triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn trong công tác quản lý duy tu, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt, thông tin tín hiệu. Giải quyết các lối đi tự mở thì đó là cái giải pháp quan trọng nhất đối với lại cái tai nạn khách quan của đường sắt. Đối với tai nạn chủ quan đường sắt thì cái việc siết lại, lập lại kỷ cương và ý thức người lao động đó là số 1. Bên cạnh đó là đẩy mạnh cái ứng dụng khoa học công nghệ để nó nhằm hạn chế bớt cái sự phụ thuộc vào tác nghiệp của con người để có sự tăng thêm tầng nấc kiểm soát. Việc ra soát thực hiện kịp thời các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông tại các giao cắt đường bộ đường sắt được chú trọng bằng biện pháp tổ chức cảnh giới tại các vị trí giao cắt có nguy cơ xảy ra tai nạn cao. Đặc biệt, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tăng cường công tác kiểm tra giám sát qua camera, điện thoại tại các vị trí giao cắt đông dân cư nhằm phát hiện, ngăn ngừa sự cố có thể xảy ra.